xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh báo hùng audio à, clip này rất vui được giới thiệu với quý vị các bạn cặp loa high end top đầu của tanoi đó là tanoi canterbury gr đây là cái phiên bản mới nhất và cao cấp bậc nhất của uh, dòng brexit uh, trong dòng Prestige thì uh, như em đã giới thiệu ở uh, nhiều clip trước thì nó có các cái phiên bản nó chỉ có năm đời loa uh, đó là uh, sterling Turnberry, uh, uh, Kensington và Canterbury uh, có bốn dòng. Uh, thì uh, tại sao nó lại có chỉ có bốn dòng mà uh, bởi vì hãng đã tập trung tất cả cho bốn cái series này tất cả đều 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 đạt cái ngưỡng chất lượng âm thanh tốt nhất bởi vì chính vì không sản xuất quá tràn lan và đại trà nhiều dòng cho nên họ đã tập trung để phát triển ngày càng hoàn thiện hơn các cái sản phẩm trong dòng Prestige này và nó cũng là một trong những cái dòng chủ đạo như chúng ta thấy cái số lượng hàng shop em bán không chỉ riêng shop em và mọi nơi bán ra rất nhiều các cái dòng Prestige này nó đáp ứng cả hình thức đáp ứng cả chất âm đó à, thì cái người anh cả là canterbury là cái người anh cả và là uh, cặp loa đầu bảng của dòng platit uh, có lẽ là nó cũng chỉ sau xếp sau so với westminster nếu như những dòng một loa thì nó chỉ xếp sau westminster uh, gr còn lại nó trên tất cả các cái dòng loa khác của tanoi trừ kingdom thì chúng ta không tính uh, tanoi uh, canterbury uh, gr thì uh, có một cái thông số hết sức là lý tưởng Mặc dù là một cái cặp loa bát 40cm với kích thước thùng cao 1m1 rộng 68cm và sâu 48cm Nhưng cái công suất đề nghị của âm ly lại hết sức là nhẹ nhàng Âm ly chỉ từ 20W là đã đánh tốt cặp loa này rồi à, Công suất đỉnh của cặp loa này là 300W Đúng không ạ? Và độ nhạy cực kỳ cao là 96 dB tần số cũng rất là ổn áp luôn em đọc ra cái giải tần này thì chắc chắn anh em sẽ thích ngay à, giải trầm nó xuống tới 28 hẹt 28 hẹt không phải cặp loa nào cũng làm được việc này ngay cả những loa chuyên đánh trầm cũng không có nhiều cái loa trầm xuống tới 28 hẹt và giải cao đương nhiên rồi cặp này lên tới 27 kHz 27 kHz. Tức là nó lên tới 27.000 Hz. Nó vượt ngưỡng tai người nghe. Tai người nghe có thể nghe được trong khoảng từ 20 đến 20.000 Hz. Đó là những người tai chuẩn. Còn những người tai yếu thì có thể không nghe được trong uh, nghe được giải ngắn hơn. Và trở kháng của loa là 8 ohm. Với cái thiết kế là bát 40 cm và loa đồng trục loa đồng trục Uh, Canterbury 15gr sử dụng một cái loa đồng trục tổ ong và cái họng kèn của nó rất sâu. Uh, đặc biệt là cái đời này thì uh, được lấy ý tưởng cũng như là là là, là, là uh, được 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 lấy ý tưởng và hoàn thiện từ cái dòng uh, uh, từ cái dòng uh, gold monitor trước đây tức là cái dòng gold monitor là cái củ gold mà cái củ gold của tanoi thì chắc chắn anh em nếu như đã tìm hiểu về dòng loa tanoi thì thì sẽ biết rằng cái củ gôn của dòng loa tanoi đó là một cái gì đấy nó đỉnh cao là một cái gì đấy nó chất lượng là một cái gì đấy nó hai end mà anh em luôn muốn sử dụng sở hữu thì cái cặp loa tanoi canterbury 15 gr này nó sử dụng nam châm anico và được phát triển trên cái loại củ gold monitor trước đây và cái việc sử dụng củ 500 anito, monitor à, anico em xin lỗi giúp cho cái từ tính cao tái tạo lại âm thanh một cách chính xác nhất và bộ phân tần thì dùng linh kiện audio file xử lý theo công nghệ làm lạnh âm 190 độ quá tuyệt vời đúng không ạ à, nó sẽ giúp bất biến các trị số theo thời gian tức là chúng ta có thể chơi mãi mãi mà nó không bị hao mòn đi cái trị số linh kiện quá tuyệt vời đúng không ạ điều này có thể nói rằng uh, uh, một cái nghiên cứu rất sâu để để để, để đáp ứng được cho anh em chơi audio uh, với cái cặp loa này thì uh, giá công ty đang bán là 550 triệu anh em mua tại báo hồng audio chiết khấu chỉ còn 4 à, 550 triệu em mua tại bóng audio em chiết khấu cho chỉ còn 385 triệu Tanoi Canterbury Gara à, dòng Gold Reference dòng anh cả trong cái dòng Practice à, mới cập bến tại Ba Hồng Audio cập nhật ngay để giới thiệu với anh em à, như vậy là shop em đang có đủ Steering Gara Turnberry Gara Kensington Gara và Canterbury Gara đầy đủ bốn anh em trong dòng Practice Gara mới nhất đã có mặt tại Bà Hồng Audio. À, anh em nào có nhu cầu sở hữu một trong các những cặp loa kể trên thì liên hệ với em Bà Hồng à, hoặc là muốn nghe, muốn trải nghiệm thì qua trực tiếp shop Bá Hồng Audio tại số 18 đường Trung Yên 11A, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. À, bây giờ thì à, em sẽ bóc qua một chút cái ni lông và sẽ dành cái clip sau là clip khui thùng. À, clip này em giới thiệu sơ qua với anh em thôi. À, còn clip sau em sẽ uh, khui thùng và chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cũng như là chiêm ngưỡng cái cặp loa tuyệt vời này. À, cái dòng Canterbury uh, thì nó có là Canterbury uh, uh, 12, Canterbury 15, rồi Canterbury HE, uh, uh, rồi SE. Và cái phiên bản mới nhất và cao cấp nhất là GR, Canterbury 15 GR, phiên bản cao cấp nhất của dòng Canterbury. Và cũng là cái uh, uh, cặp loa là người Anh cả trong dòng Prestige. Và nó chỉ, nếu như xét về tanoi, một loa đồng trục thì nó chỉ đứng sau dòng Westminster. Còn lại là nó là trên tất cả Westminster thì cũng tùy từng dòng à, Có những dòng Westminster cổ thì chắc chắn là chất âm nó sẽ không thể bằng Canterbury được à. Còn Westminster GR thì, thì nó hơn rồi Cái Đấy là điều chắc chắn rồi Một cặp loa rất khủng à, em uh, cao 1m75 mà đứng đến ngực luôn đúng không ạ? Rất khủng. Đây sẽ là một cái siêu phẩm Cũng không còn uh, nhiều thời gian nữa là đã đến uh, Tết Nguyên Đán rồi Để Chúng ta cũng uh, uh, nhanh nhanh tay thửa cho mình những uh, uh, sản phẩm đẹp Những thiết bị hay để chúng ta cùng nghe, cùng thưởng thức uh, Xin cảm ơn anh em